Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 2022. Hôm nay là buổi quay video cuối cùng của em trong năm nha. Năm sau mình hẹn gặp lại nha. Mấy anh chị ủng hộ like cuối giùm em nha. Trước tiên là em vô luôn cây căn bằng đồng. Cây căn bằng đồng luôn nha. Nguyên cây căn bằng đồng mã số 1. Cái mâm rất là lớn nha. Cái mâm cây căn này rất là lớn luôn. Hình như trái căn này là bằng đồng luôn á. Trái căn bằng đồng luôn nha mấy anh chị. Đây em giao lưu cây căn mã số 1 này với giá là 800.000. 750.000, 750.000 cho cây căn bằng đồng mã số 1. Cây căn rất là lớn nha, căn hôm nay rất là lớn. Mã số 2 là một cái bằng ủi con gà bằng đồng. Nặng 1,8 kg. 9 lỗ nha mấy anh chị, 9 lỗ nặng 1,8 kg. Đặc biệt con gà này bằng đồng luôn nha. Con gà này bằng đồng luôn. Đây em giao lưu cái bằng ủi con gà cả con gà bằng đồng. Em giao lưu bằng ủi này với giá là 800.000, mã số 2. 800.000 cho mã số 2. Mã số 3 là một cái bình trà gốm Sài Gòn. Bông cúc dây, cái này là cốt xứ nha mấy anh chị, bông cúc dây nha. Tình trạng đây. Cái nắp của nó làm nha. Em quay tình trạng của nó nha. Cái chân có vòi nè mấy anh chị thấy không, cái là rạn nha, nó rạn thời gian mà nó rạn hơi sâu. Cái chân cái miệng cái này nó có tóc một đường nhẹ như vậy thôi, tóc một đường nhẹ như vậy thôi nha. Cái bình này cao là chiều cao là 12.5. em giao lưu cái bình trà này với giá là 500.000. 500.000 cho cái bình trà gốm Sài Gòn mã số 3. Đây là mã số 4. Mã số 4 em có một cái bình bông mini biên hòa hình cây mai. Cái hình mai là màu xanh nè, màu xanh rất là đẹp nè. Cây mai này nó nổi nha mấy anh chị, nó nổi có hai cái bọm luôn. Chiều cao là 20 cm. Chiều cao là 20 cm. Tóc một đường rất là nhẹ, 99% lành. Em giao lưu cái bình bông này với giá là 400.000 cho mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Em có một cái dĩa tàu. Đường kính của nó tới 19.5. Cái dĩa tàu này đường kính tới 19.5 là nha mấy anh chị. Đây 19.5 cái dĩa tàu. Hàng chuẩn cổ luôn nha. Đây cái dĩa tàu. Em giao lưu cái dĩa tàu này với giá là 2 triệu. 2 triệu cho cái dĩa tàu. Mã số 5. Mã số 6 em có 6 dĩa con cá tàu. 6 dĩa con cá tàu em quay tình trạng cho mấy anh chị coi nha. Nó có bị xước như vậy. Cái đầu tiên nó có bị xước. À mấy cái này nó bị thương binh rồi. Nó có tóc như vậy nè. Cái này cái dấu mới về. Gửi về rồi đóng sơ ý quá. Nó bị dấu mới nè. Cái dĩa cá tàu này mình mua mình đề coi được nha. Em vô luôn 6 cái dĩa con cá tàu này nè. Với giá là 300. 300.000 cho 6 dĩa con cá tàu. Mã số 6. Mã số 7 em lên một cái bình trà mặt giỏng rất là đẹp. Bình trà này làm tích nha. Bình trà này làm tích mà bình trà là bình trà lớn nha mấy anh chị. Hôm qua em lên một cái bình trà nhỏ, hôm nay là cái bình trà lớn cao tới 14 cm luôn. Chiều cao là 14 cm. Đây. Bình trà lớn hơn bình trà hôm qua rất là nhiều. Làm tích hết. Em giao lưu cái bình trà mặt giỏng này với giá là 600.000 cho bình trà mặt giỏng mã số 7. Mã số 8 là một bình Nhật. Một bình trà Nhật mini, siêu mini, một bình trà Nhật siêu mini. Đây. Bình ở tình trạng của nó là bên trong cái vậy nó có bị mẻ một chút bên trong nha. Còn lại là lành, tích người nha, thọ tiên. Đây bình trà Nhật mini rất là hiếm. Em giao lưu cái bình trà Nhật này với giá là 1 triệu. 1 triệu cho bình trà Nhật mini. Mã số 9. Em có 4 chén con gà. Mã số 9 em có 4 chén con gà nha. Tô gà, dĩa gà đồ. Thì gặp nhiều ở đây cái chén con gà. Đây con gà đây. Tình trạng của nó là có bị xước nè, có bị em quay từng cái nó dễ coi nha. Nè, tình trạng nó cũng có khờn như vậy. Cái thứ nhất. Đây là cái thứ hai. Đây nó có bị khờn như vậy. Còn đây là cái thứ ba. Cái nào cũng có bị tình trạng bị khờn hết trơn nha mấy anh chị.
em giao lưu 4 cái chén con gà này giá 300.000, 300.000 cho 4 chén con gà mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 em có một cái cà mên 3 ngăn. Cà mên này cà mên mini nha. Đó, rất là đẹp, cà mên rất là đẹp. Còn vẫn còn sử dụng được nha mấy anh chị. Em giao lưu cái cà mên này với giá là 350.000, 350.000 cho cái cà mên 3 ngăn. Mã số này là mã số 11. Mã số 11 em có một cái hũ đựng muối lấy tiêu. Có nắp luôn nha mấy anh chị. Đây có hũ lấy tiêu thì có nắp luôn. Cái hũ này đựng muối, chiều cao là 13.5. Em giao lưu có hũ này với giá là 300.000 cho cái hũ muối lấy tiêu. Mã số 12. Mã số 12 đây. Em có cái muỗng bằng sứ, muỗng này là muỗng của Trung Quốc xưa nha. Muỗng Trung Quốc xưa hình binh bông rau muống, muỗng này chắc cũng khoảng 30 mấy năm á. Muỗng này cũng khoảng 30 mấy năm á mấy anh chị. Em giao lưu 10 cái muỗng này với giá là 220.000, 220.000 cho 10 cái muỗng Trung Quốc xưa. Mã số 13 là một cái tô con gà. Một cái tô con gà rất là to mấy anh chị ơi, rất là to luôn. Tình trạng của nó có tóc như vậy. Có tóc như vậy, tô con gà rất là to. Tình trạng có tóc nha. Em giao lưu cái tô con gà này đường kính nó là 20.5 cm. Em giao lưu cái tô con gà này với giá là 250.000, 250.000 cho cái tô con gà lái phiêu màu. Mã số 14, em có 10 tô, 10 dĩa con gà rất là đẹp luôn. Em có 10 cái dĩa con gà rất là đẹp. Đây mã số 14, con gà màu đen nè, mấy anh chị không? Họa sĩ ngày xưa pha màu sao mà lọt cái dĩa này là gà bông, gà màu đen, gà này gà độc luôn nè, nó bông màu đen luôn. Mã số 14. Đó, con gà rất là to. Con gà là siêu đẹp luôn nè mấy anh chị. Đó, con gà trống mà với cái bông quá trời đẹp. 10 cái dĩa con gà này đẹp lắm. Đây, xuất sắc cho 10 cái dĩa con gà. Con gà đẹp xuất sắc luôn. Có một dĩa con gà đen rất là độc, độc lạ luôn. Mã số 14, 10 dĩa con gà cầm lên nặng quá. Em nãy có quay rồi ha, 10 dĩa con gà đó em giao luôn với giá là 400.000. Mã số 14 cho 10 dĩa con gà. Đây là mã số 15. Mã số 15 em có một cái dĩa màu. Dĩa này đường kính 25.5 cm, rất là già đồn. Đây. Tình trạng của nó, tình trạng của dĩa này. Đây nó có tóc một chỗ như vậy. Em giao lưu cái dĩa này với giá là 300.000 cho cái dĩa lái thiêu màu mã 15. Mã 16. Mã 16 em có 5 cái dĩa sơn thủy lái thiêu màu. Đây. Non nước hữu tình, nhà cửa ghe xuồng. Ôi màu sắc còn quá trời đẹp, dĩa sơn thủy này rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Đó, 5 cái dĩa sơn thủy đẹp xuất sắc luôn. 5 cái dĩa sơn thủy rất là đẹp. Tình trạng nó là khoảng 98%. Em giao lưu 5 cái dĩa sơn thủy này, sơn thủy lái thiêu màu với giá là 400.000 cho 5 dĩa sơn thủy lái thiêu. Mã số 16 là một cái dĩa siêu khủng. Mã 16. Mã 17 chứ. Mã 17 là một cái dĩa siêu khủng. Khủng lắm luôn, cái đường kính của nó tới 30 cm. Lần đầu tiên em quay cái dĩa đường kính 30 cm nha. Trong đây là có chữ cát. Đây là một chữ cát. Tình trạng của nó cũng có tóc gì. Đó, có tóc gì. Em giao lưu cái dĩa này với giá là 550.000. 550.000 cho một cái dĩa đường kính 30 cm. Mã 18. Em có 3 cái tô lái thiêu màu. 3 tô lái thiêu màu mã 18, đường kính là 15 cm. Đây, hai cái bông rất là đẹp. Em cho luôn 3 cái tô lái thiêu màu này với giá là 600.000, 600.000 cho 3 dĩa lái thiêu màu mã 18.
Mã 19. Mã 19 là một cái bình bông viên hoàng, chiều cao của nó là 31 cm. Bình bông viên hoàng chiều cao là 31 cm. Tình trạng của nó đây, nó bị xước men ở dưới đây, dưới vành thôi nha. Trên vành không có nha, ở trên miệng không có, bị xước dưới. Em giao lưu cái bình bông này với giá là 400.000, 400.000 cho bình bông viên hoàng mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. Em giao lưu một cái bình bông viên hoàng đó. Bông này bông cúc cái gì đẹp quá nè, phối màu rất là đẹp luôn rồi mấy anh chị đó, màu sắc sặc sỡ, làm tích hết nha, làm tích hết. Em giao lưu cái bình bông này với giá là 450.000, 450.000 cho cái bình bông biên hòa làm tích, cao 32 cm. Đây là cái bình bông biên hòa mã 21, cũng là một cái bông nè, 21, mã số 22. Em giao lưu cái bình bông biên hòa này giá là 300.000 cho bình bông biên hòa mã số 22. Mã số 23. Mã số 23 là Ủa này mã này mã 22 à mấy anh chị. Mã này mã 22 nha. Mã này mã 22 là có một cái bình bông nâu đắp nổi. Đó, một cái bình bông men nâu đắp nổi. Tình trạng bên trong nó có lỗi 1-2 đốm men gì nha, là do lò ngày xưa người ta làm lỗi chứ không phải là mị mẻ hay xước hay là chốc men gì nha. Em giao lưu cái bình đắp nổi men nâu, mấy anh chị thấy cái bông đắp cộm luôn nè. Em giao lưu cái bình này với giá là 350.000, 350.000 cho bình biên hòa đắp nổi. Mã số 23 là một cái cổ bồng thủy tinh màu xanh coban rất là đẹp. Miệng dúng nha mấy anh chị nè, em quay cho mấy anh chị coi cái miệng dúng, cái màu xanh này nè, miệng dúng mà rất là lạ, rất là đẹp luôn. Đường kính nó là 15.5 cm. Em giao lưu cái cổ vòng thủy tinh này với giá là 600.000, 600.000 cho cái cổ vòng thủy tinh. Mã 24 có hai cái tô chiếc yêu tàu, hai tô chiếc yêu tàu. Bên trong cái hình giống như con thỏ quá, nó bên trong hình giống như con thỏ vậy đó. Cái chôn của nó nè. Cái tô này nó bị xước vẫy tí xíu thôi. Còn đây là cái tô thứ hai. Cái tô thứ hai chôn em thấy nó có lỗi lò một đường nè, nó. Dưới đây dưới cái vành này có lát một chút. Hai cái tô chiếc yêu tàu. Đường kính là 16.5 cm. Em vô luôn với giá là 400.000 cho hai tô yêu tàu mã số 24. Mã 25. Em có một cái liễn vạn ninh. Em quay tình trạng cho mấy anh chị coi cái liễn vạn ninh. Trên cái núm nắp này, cái tay cầm của núm nắp này thì nó mất rồi nha. Còn lại nó làm. Đây em quay tình trạng của nó cho mấy anh chị coi. Đây nó có tóc như vậy. Tóc một đường như vậy ha. Bên đây có tóc một chút xíu chỗ này nữa. Chôn có chữ nha. Em giao lưu cái liễn vạn ninh này với giá là 500. 500.000 cho cái liễn vạn ninh, giá quá rẻ. Xả hàng cuối năm nha mấy anh chị. Mã số 26 là một cái bình bông sơn thủy. Đây cái bình bông sơn thủy. Chiều cao là 28.5. Tình trạng nó là lành. Tình trạng nó là lành nha. Mấy cái chỗ này, mấy cái dấu này chân chim nè. Nhưng mà bên trong không có nghe, nó rạn ngoài da một hai chỗ như vậy thôi. Em giao lưu cái bình sơn thủy này với giá là 600.000 với chiều cao là 28.5. Mã số 27 là một bình bông sơn thủy vẽ nè. Mấy anh chị thấy không? Cái bình này cái nét vẽ rất là đẹp. Đó, nhà, cửa, hoa, lá, núi, non. Đâu ra đó nét nào ra nét nấy. Họa sĩ vẽ rất là có tâm nha. Nhưng mà tiếc một cái là nó bị lỗi men hai chỗ này. Cái miệng của nó có lát vậy nè. Anh chị thấy không? Cái chôn của nó nè, xung quanh này chắc người ta đừng để dưới nước hay sao, nó bị hơi bị chốc men ở dưới đây. Em giao lưu cái bình này bán giá rẻ thôi, chiều cao là 36.5. em giao lưu cái bình này giá 700.000 cho bình bông sơn thủy mã số 27. Cuối cùng là cái mã số 28. Hôm nay quay rất là nhanh ha. Cuối cùng là mã số 28. Em có tô lá thiêu, tô là ít có lắm nè, bên trong là chữ hỷ. Đây 10 cái tô như 10, 10 tô như 10. Tô chữ thủy. Viền rất là đẹp.
em giao lưu 10 cái tô chữ hỷ này với giá là 350.000, 350.000 cho 10 tô chữ hỷ mã số 28. Mấy anh chị quan tâm ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838 nha. Cả hai số điện thoại đều có Zalo. Khách mới cọc em 200.000 mới cho hàng đi, còn riêng đơn 500.000 mới bao ship nha. Đơn dưới 500.000 em không bao ship. Hôm nay là buổi live quay buổi cuối cùng trong năm ha. Kính chúc quý khách như một năm an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều.